hello bán xà xin kính chào quý vị chào mừng quý vị quay trở lại ban xà trong cái bản tin muộn ngày hôm nay thì hôm nay là cuối tuần nhưng bán xà không lên sớm lên một chút xíu thông qua cho quý vị mấy cái thông tin thôi hôm nay thì chính phủ mỹ cũng đã thông qua một cái vấn đề mà bán xà chia sẻ ở kênh mv rồi đó là vấn đề của Fed muốn thâu muốn gọi là thâu tóm và cũng như là điều khiển về cái vấn đề tiền điện tử ở nước Mỹ đưa ra những cái bước đường đi nước bước giống như ở Trung Quốc thì đã không thực hiện được từ hồi tháng 7 đó tại vì hôm đến đến bây giờ là bắt phải đưa ra cái cái câu trả lời rồi thì họ đã có những cái cái câu trả lời rằng là họ không có thể uh, làm những cái điều giống như Trung Quốc đó thì đấy là cũng là một cái tin khá là vui thì bên cạnh đó hôm nay rất nhiều người nói về cái bức uh, cái, cái gọi là cái sự cảnh báo về ba cái hợp đồng giả mạo của Dubai New trên cái liệt kê trên Coinbase, uh, Market Cap quý vị nha thì cái này nó có ở trên Twitter này rồi đó thì uh, đây là báo của Mỹ Thế còn bên này là báo của Việt Nam Nói chung tất cả các báo đều đã đăng Và họ đưa ra những cái sự cảnh báo từ đội ngũ của CBI News đưa trên Twitter đó Gồm ba cái địa chỉ là BEP 20, BP20 này và Solana và Terra được cho là không hợp lệ và không nên sử dụng. Đại diện chính thức của Shiba New đã báo cáo các địa chỉ nói trên được thiết kế để bán token Shiba New, nhưng nhiều khả năng các cái hợp đồng được niêm yết trên Coin Market Cap là giả mạo và đang hoạt động giống như Honeypot hệ thống tài nguyên thông tin được xây dựng với mục đích giả dạng đánh lừa người sử dụng cho những người ủng hộ Shiba New không muốn sử dụng chuỗi chính để mua token này. Theo như tuyên bố và bộ phận quản lý của Coins Market Cap đã từ chối liên lạc với nhóm phát triển Shiba Inu về cái việc hủy niêm yết các cái hợp đồng đó nói trên và họ sẵn sàng cho phép những cửa kẻ lừa đảo tiếp tục phá hoại Shiba Inu. Vậy thì phản hồi chính thức từ Coins Market Cap đưa ra như sau. Sau vài tiếng thì Macoy Market Cap đã đưa ra lời phản hồi đến tài khoản của Shiba Inu chính thức và cộng đồng của Shiba rằng bằng cách tuyên bố các cái hợp đồng được niêm yết là địa chỉ wormhole được thiết kế tạo điều kiện hỗ trợ cho các giao dịch ở chuỗi chéo của Rob Token. Những cái địa chỉ đó cho phép người dùng từ các cái chuỗi tương thích với EVM khác nhau và hoạt động với token được triển khai ban đầu trên chuỗi Ethereum. Tài khoản Shiba New chính thức vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về tuyên bố của CME của Coin Market Cap này với dòng tweet cuối cùng cho thấy rằng tất cả các cái hợp đồng đều được liệt đề kê là sai. Thì quý vị cứ từ từ nha, tại vì cái vấn đề này Vanessa đã thấy từ Ờ, rất nhiều những cái khoi trước đây nó cũng dính vào kiểu các cái kiểu như vậy rồi và dần dần họ sẽ giải quyết cứ tung ra là tin nợ tin kia ví dụ như cái vụ doctor à, uh, Ad the doctor cũng vậy Cũng tung ra rất nhiều những cái phi vụ nọ kia Nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh Rồi mọi việc <laughs> đâu nó có đó Thì cái này bán sao cũng không có Cũng chưa có đưa ra được cái câu trả lời cho quý vị chính thức Tại vì là mặc dù đây Báo viết chi chít luôn Đó nhưng mà cái này nó cũng chưa có cái cái kết, kết luận thì để chờ xem bên CB New phản hồi gì với cái câu trả lời của khoi market cap quý vị nha. À, đó về cái thị trường cổ tiền điện tử thì cổ phiếu thì có khả năng trong những cái giai đoạn tới là gặp phải những cái bất chắc nhưng mà trong đó thì có những cái mã mà có cái um, gọi là um, báo cáo quý đó, ví dụ như Apple 27 tháng 1 báo cáo này, report này, earning này thì có thể nó lại có những cái đột biến đó. Cái uh, thông tin tiếp theo về tiền điện tử đó là cái mã này đã được áp đã được lít ôi oh, nó đang bay này nó được list lên trên sàn của Weibo quý vị nha Weibo là một cái sàn phải nói là tuyệt vời number one số 1 Hoa Kỳ mà bán xả sử dụng thấy nó vô cùng tuyệt vời dùng cho cổ phiếu nha và nó đã có rất nhiều những cái mã tiền điện tử ví dụ như Bitcoin, Ethereum, Dogecoin rồi uh, Shiba đó thì bất kể một cái mã nào mà nó được list lên trên cái sàn của Weibo á, là bán xả thấy rất là nó rất là tự tin và mình cũng muốn mua cái khoi này từ cái ngày mà cái đứa bạn đứa em ở Việt Nam nó rủ mua lúc ấy nó mua có có hai đồng á mà mình không có mua bây giờ nó lên đến 5 đồng mấy rồi có đợt nó còn lên đến 6 đồng mấy gần 7 đồng luôn đó quý vị đó thì thông báo thêm cả cái mã CRV DAO token này cho quý vị đó ở trên cái thóc quý vị nhìn bên tay phải này cái chữ tên của cái mã này đó thì đấy là cái thông báo thứ hai về cái vấn đề của tiền điện tử và bây giờ ban xã sẽ nói qua về cái vấn đề của đó khoi tại sao mà nó 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 hút new như vậy mà nó lại đi nó lại đi xuống. Đây thì uh, mọi người đọc cái um, đây nó khỏi nó có 18 này, đó, bây giờ nó có 18 99 thôi. Đó cổ phiếu của ông Trump thì nó sẽ rất là bứt phá nha, tại vì cổ, cổ phiếu của ông Trump là uh, nếu mà cộng hòa mà, mà 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 chiếm được thượng viện và hạ viện trong cái đợt tới nữa thì cổ phiếu của ông nó còn bay thành mấy trăm, còn lại là nếu không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái ngày 17 tháng 2 là mạng xã hội World social của ông ấy sẽ chính thức ra mắt, thì còn tụ, phụ thuộc vào những cái vấn đề đó nữa. Sina New đang ở ngưỡng 30.9 đó thì Elon Musk nói thật là nhiều người rất là bức xúc với cái vấn đề trên cái cái khoi đó khoi nó bị dìm đó thì họ cho rằng là Tesla đã chấp nhận accept one job crypto có nghĩa là người ta gọi là một cái 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 khoi được được ví như là một cái trò đùa đó quý vị đã chính thức có mặt trên những cái mặt mà mặt hàng nhưng mà quý vị phải từ từ tại sao lại phải từ từ Ờ, rất nhiều người comment là nó đang tích lũy là đúng đó Nó đang tích lũy quý vị nha Tại vì Dogecoin thì quý vị đừng có lo lắng quá Khi mà cái vấn đề mà nó đang Rất nhiều người hâu đu đỉnh Và họ còn chưa có thèm bán Họ vẫn cứ hâu nó quý vị Thì cái lượng như vậy nó cũng là một cái vấn đề Mà khẳng định thêm cái vị trí của nó Đây, Elon đã khẳng định trên Twitter của ông ấy rồi nha Là Tesla đã chấp nhận Và lít Cái hình ảnh của Dogecoin khắp mọi nơi Trên mấy cái Những cái um, những cái merchandise ở trên app Tesla Store mà ban sản đã sâu cho quý vị vào cái video trước rồi đó. đó thì bây giờ chúng ta phải từ từ để đi đến từng cái từng cái một. đó thì bây giờ rất nhiều người người ta còn cho rằng không những Tesla bây giờ kể cả SpaceX luôn. SpaceX thì quý vị biết rồi là cái công ty cũng ngang ngửa cũng là một cái bước bứt phá và hy vọng là Dogecoin sẽ là cái đồng tiền ở trên sáu hỏa <laughs> được sử dụng nhưng mà cứ từ từ chờ, chờ xem là tình hình nó ra sao và em sẽ chia sẻ tiếp cho quý vị những cái này đầu tiên nghe rất là trò đùa nhưng không thể nào mà 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 đoán trước được quý vị nha ở Mỹ bất kể điều gì nó cũng có thể xảy ra đó và đặc biệt là Elon Musk một cái con người phải nói là có cái đầu óc rất là robot rất là đặc biệt nó không giống như người đường người thường đấy thì đấy là những cái thông tin qua qua như vậy cho quý vị một chút xíu đó thì còn về phân tích kỹ thuật thì uh, bên Việt Nam đã sang ngày 15 rồi bên Việt ở uh, bên Mỹ mới, mới vẫn ngày 14 cả nhà ơi phân tích kỹ thuật thì đây hôm nay cái bài báo này họ cũng phân tích kỹ thuật về BTC này rồi ở ngưỡng theo như cái đường mà để cho nó an toàn bay lên là phải là 44.681 cơ mà cái ngưỡng đấy nó còn chưa có vượt qua được thì chưa có an toàn quý vị nha đó và sẽ nếu mà lên được thì cái mục tiêu gần nhất sẽ là 52 Đó là phân tích TA Theo TA nha quý vị ETS thì cũng theo TA thì đang ở cái ngưỡng trên là 3893 Ngưỡng dưới là 26, 52 Trời sao mà ngưỡng dưới thấp vậy BNB nữa này Thôi nhiều quá Đấy, thưa thưa quý vị vào quý vị đọc mấy cái kỹ thuật này nha Trong tạp chí Bitcoin nó có hết đâu quý vị chịu khó vào Đọc cũng nhiều tin thấy hay hay ADA nữa này, ADA cũng đang có cái TA xem là rồi TA của họ, ADA mà sao nó... nó kéo được xuống một đầu nữa rồi ngất luôn Luna này, này, đó thì bán xà xin dừng cái video tại đây quý vị nha, chỉ lên để chia sẻ qua qua quý vị thông tin. Như vậy thôi và ngày mai sáng sớm có tin gì mới thì bác sĩ sẽ chia sẻ còn không thì thôi tại vì là ngày mai cuối tuần đó quý vị. Nhiều khi cuối tuần thì bận thì khó chia sẻ nhưng mà nếu mà có tin gì mà nó cấp bách, nó đặc biệt nó quan trọng thì bác sĩ sẽ chia sẻ luôn cho quý vị. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Bye bye.